tốt. Hàng web các bạn, 93 tốc độ. Nói chung cây này thì có anh chịu các bạn, phải nói là tốc độ lịch siêu nhanh. Nói chung cây này thì mình cũng có quay cho các bạn xem và tham khảo rồi ha. Thì em chịu mình thì là hạ qua ly và lên tum, nhưng mà chạy bánh 8 nha các bạn. Có hộp thì mình có review cận cảnh cho các bạn xem đó. Cái này thì là 93 đời đầu, đời 2018-19 đó các bạn, chứ không phải là 79-3G. Em chịu mình độ lên là bộ tem. Còn cây này là của em chịu là mua sao, là cây này là ít cha 2021. Họ thì một cặp 93 của em chịu. Wow, tài xế quắt máy kéo qua. Ở đặc biệt thì có một cây Việt Nam tự chế của anh Quẩn, tập trung chạy với hai cây 93 luôn nha các bạn. Thì máy tự chế của anh Quẩn thì các bạn biết rồi, đó là hàng là web của Việt Nam mình. Nhưng mà đặc biệt chiếc này thì anh Quẩn mình đã lên hộp số và động cái bơm của 100 luôn. Cho nên là bây giờ là máy anh Quẩn là chạy là bao lay, xích ảnh thì xích 100 luôn nha các bạn. Và đặc biệt cái là cái bên sườn của ảnh là rất cao, nếu mà ảnh chịu bên sườn là cao hơn 100 luôn. Nhưng mà lợi thế cái là máy của ảnh là nó nhẹ sát, hoàn toàn bằng inox hết trước mặt. Rồi thêm đặc biệt một cái nữa là ảnh xài động cơ Yamaha 4T120 mã lực đó. Bởi cho nên là máy con vẫn rất mạnh, mạnh hơn là Kubota 100 luôn. Đây là anh vẫn xài theo cái ý của ảnh nha các bạn, ảnh chế theo ý ảnh hết, hoàn toàn thay đổi hoàn toàn hết. Cái quạt bây giờ anh vẫn đã dời ra ở trước, ở dưới băng tải là anh thổi thẳng ngược ra sau luôn các bạn, giống như là gần máy suốt luôn, thổi gì đó. Anh Quẩn là xài không có cây thụt ló luôn, mà các nó sập. Nói chung sập mà nằm nước này thì đối với máy anh Quẩn là chạy là bao đâm mà. Cái năm mà anh Quẩn mới chế đầu tiên mình có quay đó là cách bắt sập mà mưa lâm râm luôn các bạn. Chạy là phải một người lên mui mà ngồi mà để sọt lúa cho nó mới chảy xuống đó. Cái đó là thật sự nha các bạn, chứ không phải là mình nói dốc. Các bạn không tin đó thì các bạn cứ vô xem những cái video cũ của mình quay chiếc máy Việt Nam tự chế của anh Quẩn chạy. Lúa sập mà đang mưa mà vẫn chạy, chạy xuống là căng lúa liền luôn. Còn bây giờ thì máy anh Quẩn đã khác xa luôn nha các bạn. Hiện tại bây giờ là máy anh Quẩn là khả năng cấp còn nhiều hơn hồi trước nữa. Đây các bạn coi cái quạt của anh Quẩn là đã đổi lên trước nè, đổi thẳng vô nha, không có còn là đâm ngang không nữa. Rằng anh Quẩn bây giờ đã nói bự ra thêm luôn, mà nói dài ra thêm nữa nha các bạn. Hồi trước là của anh Quẩn nó hơi ngắn, bây giờ anh Quẩn đã nói là dài thêm. Hồi trước thì anh Quẩn xài là xích 95, xài số 95. Bây giờ anh Quẩn đã nâng cấp lên hết xích 100, bơm hộp số 100 hết luôn. Bây giờ máy anh Quẩn thì nói chung ra là quá hoàn hảo. Chạy chung với hai cây 93 đây. Nói chung ở đây thì chạy 5 cây 7 cây lận, sau lưng mình 2 cây 70. Đây là hàng web. Cây này thì tốc độ phải nó là bao nhanh luôn. Còn cây dưới đây thì ít cha 2021. Ở dưới đây cũng một cây là như là 93 này cũng ít cha luôn đó các bạn. Và một cây 100 đang chạy tốt cái dưới kia. Tài xế trẻ lái luôn, đúng là tài xế không đầy tuổi. Quay phim mấy cắt rồi chạy chơi vậy? Thấy vui quá. Đó, ở sau đó là cây 100 nha các bạn.
là em chịu móc bô, độ móc bô nhẹ luôn nha. Cho nên là cái hơi bô nổ cũng là đỡ lắm các bạn. Đây, Việt Nam tuyệt chế đang vượt cho lên. Hồi lúc trước thì cái dàn quào này của ảnh thì nó chỉ là bằng 95 thôi, nhưng mà sau này ảnh nâng cấp lên là nó bằng 100 luôn rồi, là 2m7 luôn đó các bạn. Rồi giao cho ai chạy rồi chạy. Vậy à? Anh Liệt các bạn. Đây 2 mét anh Liệt chạy bên đây. Anh bỏ ra lội xuống để anh nghe điện thoại. Anh Liệt nha. Đó. Đây. Máy của anh Liệt bên đây. Là một cặp 70 máy anh Liệt và máy anh Lành. Đó, một cặp bầy trùng chạy bên đó, còn 3 máy chạy bên đây. Hiện tại các bác sập nằm nước luôn đó các bạn. Phải nói là đỉnh cao của Việt Nam thực chế. Với lại là cái bên trường của anh Quẩn là rất cao các bạn. Chạy cái mà các bạn coi dầu vào nước ướt nhẹp hết trơn luôn. Thì nói chung là mình có gầy nguyên nhiều về máy của anh Quẩn lắm, mà anh chạy là những cái pha là chủ ruộng là phải nể phục, là do là những cái chiếc máy chủ ruộng kêu người ta không dám lãnh chạy, nên anh Quẩn giải cứu cho nông dân chạy phải nó là đạt. Có khi chạy mà mấy trăm mấy mưa chạy như các bạn biết không?